Nhìn kỹ bức ảnh này, trên eo của cô gái có thêm một đôi tay màu đen, nhưng hai người tại sao lại có đến tận 6 cái tay? Thông thường mà nói, những bức ảnh như vậy đều do con người Photoshop, nhưng cô gái trong bức ảnh lại thề là bức ảnh này không phải là giả, bởi vì bức ảnh sau khi chụp xong luôn ở trong điện thoại cô ấy. Cô ấy không hề gửi cho ai cả. Bọn họ đăng ký tham gia chương trình tâm linh để muốn các nhà tâm linh xem rốt cuộc là chuyện gì. Bọn họ in bức ảnh ra và cho vào trong một phong bì đen. Người đầu tiên lên chính là bà Đồng. Bà lấy một nắm cỏ dại rồi tiến hành đốt chúng. Sau khi niệm chú xong, bà Đồng cảm nhận được người trong bức ảnh là người sống. Trong đó có hai người, một người là nữ còn một người là nam. Nghe đến đây cô gái ở bên cạnh không tin liền cưới khỉnh, bởi vì trong bức ảnh là hai người phụ nữ. Nhưng rất nhanh hành động của bà Đồng sau đó khiến cô gái sởn gai ốc. Bà cảm thấy người trong bức ảnh đang ở trong đây. Sau khi tìm được người một người trong số đó, bà Đồng cảm ứng được mẹ của cô gái đã qua đời. Người mẹ đang âm thầm bên cạnh ôm lấy bảo vệ cô gái. Nhìn hành động của bà Đồng, mọi người đều rất kinh ngạc. Đây không phải là tư thế ôm trong bức ảnh hay sao? Các bạn phải biết rằng, bà Đồng chưa hề xem bức ảnh này. Sau khi mở phong bì xem bức ảnh, bà Đồng tự trách rằng mình đã đoán sai giới tính của một người. Nhưng sau khi bà cảm nhận kỹ năng lượng trong bức ảnh, bà quả quyết nói đây không phải là bức ảnh được tạo bởi Photoshop. Mọi người hỏi bà có phải đôi tay này bà mẹ của cô gái. Bà Đồng lập tức phủ nhận giả thiết này. Bà vội vã nói bà cũng không thể giải thích nổi. Sau đó liền vội vã rời đi. Mọi người có chút hoang mang. Nhà tâm linh thứ hai đã đến. Anh ta đã từng là một bác sĩ. Sau khi trải qua một cú sốc nào đó, bây giờ anh ấy lại tập trung nghiên cứu về tâm linh. Sau khi tiến hành nghi thức cảm nhận bức ảnh, bác sĩ rõ ràng rất hoảng loạn. Anh ta cảm nhận được bức ảnh này được chụp ở chính chỗ này, nói rằng bức ảnh này rất nguy hiểm. Anh nhanh chóng đốt bức ảnh đi. Sau đó anh ta nói với tất cả mọi người ở đây âm khí quá nặng không thể ở lâu. Rồi anh ta lập tức rời đi. Tiếp theo là nhà tiên tri lại có những suy đoán khác với bác sĩ. Mặc dù cô ấy không nhìn thấy bức ảnh nhưng cũng cảm nhận được gì đó. Sau khi cô ấy mở phong bì nhìn bức ảnh, nhìn kỹ bức ảnh thì thấy có thêm một đôi bàn tay đen. Bà ta nói bức ảnh này không có gì nguy hiểm. Cô gái tham gia chương trình cũng cảm thấy an tâm. Bọn họ còn nói lần sau cũng sẽ đến đây tổ chức sinh nhật. Đương nhiên không phải tất cả các nhà tâm linh đều lợi hại như nhà tiên tri vừa rồi. Ví dụ như nhà pháp sư này, anh ta ra vẻ thần bí dẫn mọi người đi khắp khu rừng nửa giờ đồng hồ. Kết quả anh ta điềm đạm nói đây là nơi chụp bức ảnh. Hơn nữa còn nói trong bức ảnh có hai người đàn ông. Mọi người đều cười. Khi anh mở bức thư nhìn thấy tấm ảnh, anh ta lại thay đổi lời nói của mình là chỗ này đã bị chúng ta. Nhưng lúc này mọi người đã không còn tin anh. Nữ phù thủy đột nhiên nhìn cô gái này. Cô gái sau khi nghe xong không cho là như vậy, bởi vì cô ấy có một vết cắt ở trên cổ tay. Cô cho rằng là nữ phù thủy thông qua việc quan sát để nhìn ra. Hành vi này khiến phù thủy rất tức giận. Phù thủy bảo cô gái lại gần bên cạnh mình, ngửi tay cô ấy, nói ra sự thật khiến mọi người rất ngạc nhiên của cô gái. Cô gái nuốt nước bọt khó khăn. Đây là sự thật, mẹ của cô ấy đã từng bị bố dượng đánh chết. Chuyện này cô ấy chưa từng nói với tổ chương trình, cho nên phù thủy không thể biết được thông tin từ bên phía chương trình. Bà ta thật sự đã nhìn ra được thân thế của cô gái. Không lâu trước đó, nữ phù cảm nhận được nội dung bức ảnh thông qua lớp phong bì đen. Hôm chụp bức ảnh cũng có rất nhiều người đang ở đây. Nữ phù thủy nhìn bọn họ, nói rằng chỉ có anh Kiểm Lâm không có mặt hôm đó. Anh Kiểm Lâm rất ngạc nhiên. Sau đó phù thủy cần một đồ vật ngày hôm đó mọi người mang theo, rồi ném nó vào trong bếp lửa. Cô ấy cảm nhận được khoảng thời gian bức ảnh được chụp. Sau khi cô ấy làm xong nghi thức, bà còn cảm nhận được trong bức ảnh có hai cô gái, thậm chí đoán chính xác về hai cô gái đang có mặt ở đây. Ngoài bọn họ ra, còn có một người lạnh lẽo. Bức ảnh này quả thực có tay của người thứ ba. Nó màu đen, nó đến từ cõi âm. Đột nhiên, phù thủy vừa nghĩ đến điều gì đó. Cô ấy còn đoán được ngày sinh thật của cô gái trước mặt, thậm chí còn hiểu rõ hơn cả người ta. Thật sự quá thần kỳ. Theo cách nói của mê tín, những người sinh vào đầu giờ sáng hôm đó đều rất đặc biệt. Phù thủy gọi cô gái lại bên cạnh, thích thú nhìn chằm chằm vào cô ấy. Cô gái nói cô ấy nhìn được thứ gì đó từ trong mắt của phù thủy. Sau đó phù thủy nói. Phù thủy nói bình thường cô gái nhất định có thể cảm nhận được hiện tượng siêu nhiên, chỉ là bản thân cô không để ý đến nó. Cô nghĩ kỹ lại một chút, cô gái thực sự đã gặp phải rất nhiều tình huống tương tự. Đây cũng là một lời giải thích hay về sự tồn tại của đôi tay đó. Nó đến từ cõi âm, hôm đó là một ngày lễ của người âm. Người cõi âm đã chọn cô gái là nữ vương. Cô gái gật đầu đồng tình, bởi vì nhiều nhà tâm linh như vậy, cuối cũng có người có một lời giải thích đáng tin. Những nhà tâm linh trước, một là không cảm nhận được thứ trong thư là gì, lần lượt đoán là người đàn ông, trẻ nhỏ, côn trùng vân vân. Hai là khi nhìn thấy bức ảnh và nói nó là đồ giả. Chỉ có mỗi phù thủy không nhìn thấy bức ảnh nhưng hoàn toàn cảm nhận đúng. Thậm chí phù thủy còn nhìn ra một cô gái mập không có con. Nói chính xác thì
là do bác sĩ từng nói với cô ấy không thể có con. Cô mập bị nhìn thấu thì cảm thấy rất đau lòng. Cô không khống chế được cảm xúc liền quay người rời đi, nhưng mà nữ phù thủy lấy từ trong túi ra một con búp bê vải. Sau khi đọc thần chú, phù thủy đưa con búp bê vải cho cô ấy. Phù thủ nói sau khi làm xong thì thành tâm ước nguyện, đứa bé mong đợi sẽ xuất hiện. Tất cả mọi người đều cho rằng nữ phù thủy là lợi hại nhất rồi. Nhưng đến lượt nhà tâm linh tiếp theo, khiến bọn họ kinh ngạc không thốt nên lời. Chuyện gì vậy? Julie đang nhìn chằm chằm vào mắt người phụ nữ này. Người phụ nữ bị dọa hết hồn, nhưng cô ấy không thể rời mắt. Мама. Он рядом с тобой. Я знаю. Ну, ты на фото. Vài phút trước, Julie đã cảm nhận được nội dung của bức ảnh bên trong bức phong bì. Bên trong có hai người con gái. Julie rất nhanh đã nhận ra hai cô gái trong tấm hình đang đứng trước mặt. Nhưng càng kỳ lạ hơn đó là, dường như cô ấy cảm nhận được sự tồn tại của một người khác. Đột nhiên cô ấy phát hiện ra cái gì đó. Cô ấy quay đầu nhìn về anh Kiểm Lâm. Cô chắc chắn, đôi tay thứ ba xuất hiện trong bức ảnh cũng có mặt ở đây. Chỉ có điều là nó đến từ cõi âm. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên bịt miệng. Đây là một bí mật mà chỉ có người dân địa phương mới biết. Ở khu rừng này đã từng có một đứa bé trai bị treo cổ chết. Bọn họ bắt đầu thì thầm, thảo luận xem có ai đã tiết lộ bí mật này không. Nhưng rất rõ ràng, thứ mà Julie cảm nhận được thật sự quá lợi hại. Cô bất chấp ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Julie lấy một ngọn đuốc, trực tiếp đi thẳng vào trong rừng. Tình huống đột ngột xảy ra này tổ chương trình cũng chưa chuẩn bị gì cả. Mọi người cầm máy quay phim đuổi theo sau cô. Nhưng đôi chân dài của người cao 2 mét như Julie khiến bọn họ sức cùng lực cản. Cô ấy không hề quan tâm đến sự hoài nghi của chương trình. Dường như cô đang đuổi theo một vật gì đó. Cô gái mập vừa rồi bị Julie nhìn chằm chằm đột nhiên khóc lớn. Người dân vội vã giải thích với chương trình. Cô ấy đang đi đến hướng của cậu bé bị treo trên cây. Nhưng nơi đó ngoại trừ anh nhân viên kiểm lâm này, không một ai biết được. Bây giờ đã là 3 giờ sáng. Đến cả nhân viên kiểm lâm còn chưa chắc xác định phương hướng đến đó. Nhưng mà Julie không hề dừng chân. Cô ấy chạy thật nhanh. Ôi chúa ơi, cô ấy đi rồi. Người quay phim miễn cưỡng chạy về phía trước. Julie bắt đầu dừng lại. Cô ấy lấy một chiếc đèn pin từ nhân viên, sau đó dặn mọi người đừng đi theo cô. Dưới ánh mắt của mọi người, cô ấy đi vào trong rừng. Rất nhanh, có tiếng ồn lớn phát ra ở trong rừng. Đó là âm thanh của cây đổ. Mọi người nhìn theo hướng Julie, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy gì. Sau đó vài phút, Julie quay trở lại. Julie nói cô nhìn thấy một đứa bé treo cổ. Người đó không phải là theo như lời cảnh sát báo cáo là tự sát, mà là do bị người khác sát hại xong treo lên cây. Những người dân địa phương sau khi nghe xong không khỏi rùng mình. Sau đó Julie mở bức thư đen đó ra, nhìn vào trong bức ảnh. Sau khi nhìn cẩn thận, cô ấy chỉ ra đôi tay của người thứ ba trong bức cảnh chính là của cậu bé đó. Chỉ là ban nãy Julie nhìn thấy cậu bé đó đã lớn hơn rất nhiều. Người phụ nữ này hỏi sao cậu bé lại tìm đến cô mà không phải người khác. Julie giải thích bởi vì cô giống với người mà cậu bé thích. Còn cái chết của cậu bé có liên quan đến cô ấy. Cô gái sau khi nghe xong thì vô cùng sợ hãi. Lúc này Julie cũng nhìn ra thân thế của cô gái còn lại trong bức ảnh. Julie suy đoán giống phù thủy, nhìn thấy cô gái không lâu sau sẽ tự sát. Cô ấy khuyên cô gái không nên làm chuyện ngốc. Sáng sớm ngày hôm sau, tổ chương trình cùng anh Kiểm Lâm đến địa điểm mà cậu bé bị treo cổ. Anh Kiểm Lâm tìm kiếm rất lâu, cũng không thể tìm thấy cái cây đấy nữa. За свои слова отвечаю. Вот, было дерево, и милиция здесь была. Если даже кто-то это дерево уничтожил, куда же делось? Хотя бы пень остался бы, а там нет вообще ничего. Xem ra, Julie và cậu bé đã thảo thuận gì đó. Ở một mức độ nào đó, cậu bé xem như đã được yên nghỉ. Cứ như vậy tập thứ 2 của chương trình đã kết thúc. Mọi nhà tâm linh đều được gọi đến sảnh. Người dẫn chương trình lại nói, kỳ này sẽ không loại ai cả. Nhưng bắt đầu từ kỳ sau mỗi tập sẽ loại đi một nhà tâm linh.